Nếu mà cho mayonnaise vô thì nó thật sự là nó giống là tuna sandwich Dạ, yeah, giống rồi. Thì quý vị thấy là những bà nội trợ Việt Nam của chúng ta đó, nếu mà muốn cho những cái món ăn dinh dưỡng cho các cháu để mà đem ăn trưa, đi ăn trưa đó, thì chúng ta cũng có thể làm món này. Lâu lâu làm thêm vào cho các cháu ăn, thay vì ăn cá ăn thịt thì một tuần lễ mình có thể làm một món chay, tức là món không cá không thịt. Yeah. Cũng là một cái dưỡng sinh phải không? Dạ, yeah. Bây giờ em cho chút xíu muối tiêu. Dạ. Yeah. Rồi chanh. Rồi bây giờ mình đảo đều lại rồi mình cho nách vô nữa là xong chị. Em không dùng đường, lý do tại sao? Trong món này em không thích đường, em thấy cranberry nó có cái chất ngọt rồi. Với lại đường ăn nhiều không tốt đâu chị. Đường nó cũng là acid food. Thành ra nếu mình tránh không phải dùng đường thì mình tránh. Mình ăn cái gì đường, ít đường tốt hơn. Trông hấp dẫn quá rồi. Rồi bây giờ là 1 cup walnut. Nếu mà mình không có walnut thì mình có thể thay thế bằng cái nấc khác được không? Thật ra em chưa có thay thế bằng cái nấc nào khác, em chỉ thích walnut trong cái món này. Nhưng mà quý vị nào thích thì làm thử coi. Thử coi có ngon. Tại vì thưa quý vị, anh Trung hỏi là bởi vì anh Trung được biết là các chị trong nhóm nấu ăn chay đó, khi mỗi lần là mà ra một cái công thức nào đó, recipe nào thì là đều là chế biến từ món mặn rồi đổi vào món chay là một. Cái thứ hai là họ rất có cái sáng kiến, họ thay thế món này, họ thay thế món kia. Rồi wow, bây giờ để lên đẹp. Bây giờ mình xong rồi, mình chỉ cần để nó lên thôi. Mình có thể cắt một cái miếng salad mình để ở dưới, rồi mình để tuna lên trên. Thì như vậy nó không có bị thấm vào bánh mì đó. Nhưng mà cái này em không có làm, em làm vừa đủ thôi, không có làm ướt lắm, không có làm nhiều mà sốt mayonnaise nó không ướt lắm, thành ra mình để thẳng lên vậy cũng được. Nhưng mà mình muốn ăn kèm với salad thì mình cũng để miếng salad lên. Vậy thì một cái rồi phần... cái mình để lên trên để như vậy là mình có một cái sandwich. Wow, đẹp quá. Mình để như vậy cho bà con coi. Mình có được thử. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với anh Trâm, chị Hồng Vân và có thêm một chị trong hội tử bi phụng sự là chị Gina. Chị sẽ giúp chúng ta để mà biểu diễn một cái món thứ hai, mà cái món này anh Trâm nghĩ là rất là độc đáo. Tại sao nó độc đáo là bởi vì nó là cái món uống cho chúng ta mà dùng tất cả những cái cây xanh không có cỏ nhưng mà có cây rau, thôi rau, và rồi. Rau để mà chúng ta có một cái món uống nước rất là đầy đủ sinh tố và cũng giống như là rất là tươi mà chúng ta có thể làm ở nhà mà chúng ta không có phải dùng cái chất bảo quản, cái chất preservative. Đó là cái mà anh Trâm thích nhất ở đây. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi mà chúng ta vào cái chương trình nói về cái món thứ hai đó thì anh Trâm xin được giới thiệu với quý vị thế này, là nếu mà quý vị email về bảo cô Hồng Vân ơi, tôi muốn có câu hỏi thì chúng tôi email ở đâu, hay là nếu tôi muốn có cái công thức, cái recipe để nấu những món ăn này thì chúng ta liên lạc với ai, thì anh Trâm xin được nhờ nhường lời cho Hồng Vân là nếu liên lạc với Hồng Vân liên lạc như thế nào. Quý vị cứ tự nhiên gọi cho Vân ở cái số này là số sale của Vân, hoặc là thôi địa chỉ email. Số sale đi ra ngoài rồi. Dạ không sao đâu. Vân trong giờ làm việc thì Vân đợi xong rồi Vân mới trả lời cho quý vị. Địa chỉ email và địa chỉ nhà, một trong ba cái này, hy vọng quý vị có thể liên lạc với Vân được. Của người tối tới. Vâng, cảm ơn Hồng Vân. Và kế tiếp là thưa quý vị, một cái điểm độc đáo của nhóm nấu ăn chay Veggie Group và của Hồng Vân cũng như các chị, đó là họ đã sản xuất ra rất là nhiều DVD để mà dạy chúng ta nấu ăn chay. Và hôm nay là cái món mà tuna sandwich chay đó là đã có nằm trong cái DVD số 11. Mời Hồng Vân giới thiệu và cách nào để các bác có thể thỉnh những cái DVD này. Yeah.
Bữa nay thì ngay tại đây có rồi các bác, ngay cái chỗ cái quà cái bàn receptionist, mấy bác có thể ra đó để thỉnh. Còn các bác nào mà coi tivi mà nhìn thấy cái dĩa này, có những cái món thì Vân đọc nha chị nhé. Món là bánh hỏi cuốn, cá chay cuốn, gỏi xé phai, tuna chay sandwich có thâu trong này, xôi mặn chay, tức là xôi nhưng cái nhưng nó hơi cái vị mặn đó mà chay. Mặn tức là mặn muối đó chứ không phải là mặn thịt. Mặn muối đó. Dạ. Có món tostada, món kim chi, cách làm kim chi, mì kim chi, tức là dùng kim chi nấu thành mì nước lèo á. Và món thạch avocado. Rồi nếu mà quý vị muốn thỉnh cái này thì gửi về đâu? Dạ, làm sao? Cách tốt nhất là quý vị send cái email cho Vân. Nói Vân gửi cái này thì Vân sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Rồi quý vị tùy hảo tâm gửi lại tiền cước. Tại vì Vân phải đi in rồi mua bao bì rồi chạy ra bưu điện gửi, thành ra cũng có phí tổn. Nên quý vị nào muốn giúp cho cái hội được có chi phí để hoạt động dài lâu thì xin ủng hộ cho tụi Vân với cái nhóm nấu chai. Và tới bây giờ chúng ta có bao nhiêu DVD rồi? Dạ em ra được là 11 dĩa. Mỗi dĩa là 7-8 món. Thành ra quý vị nào mà muốn ăn chay là có thể dùng những cái DVD của Hồng Vân. Không có sợ phải hết món nấu phải không? Nấu xoay tua lại thì cũng được nhiều ngày. Và nhắc lại một lần nữa là tất cả những cái DVD này là chỉ là xin cúng dường thôi, phải không? Chứ mình không có xin các bác 5 có đồng, bác, đồng cái này thì tụi em xin là 5 đồng. Bác bác cho ít cũng không sao mà cho nhiều cũng không sao. Nhưng mà 5 đồng đủ để chi phí với lại cước phí không? Dạ đủ. Okay. Dạ được. Đấy, tuyệt vời, 5 đồng thì quý vị. Và anh Trâm xin được nhắc lại, nếu quý vị chưa có kịp thấy là cái địa chỉ đó là 13201 Magnolia Garden Grove, California 92844. Và cái liên lạc với lại Hồng Vân. Và cái email là Vũ Vonny phải không? @yahoo.com. Anh Jim xin đọc là vuvonnie@yahoo.com. Và cái điện thoại rất dễ nhớ là 714-495-9360. Thế có dễ nhớ không thưa quý vị? Dễ nhớ, vâng. Rồi, bây giờ chúng ta vô cái phần thứ hai. Món này món gì mà sao thấy hoa lá, cây cỏ có vẻ xinh đẹp quá vậy? Dạ, hôm nay trời nóng nực như thế này, Hồng Vân bày cái món làm cái món sinh tố mà gọi là sinh tố xanh, tức là green juice, do chị Gina mà cho Vân cái công thức, rồi bây giờ mình làm, mình mời các bác uống. Trong đây chị muốn em giới thiệu. Vâng, mà tiếp tục mời Hồng Vân. Cái lá mà phần chính đó mà rẻ mà ngon nhất á, mà la cái màu xanh đẹp nhất á, là các bác nên dùng cái lá spinach. Mình mua cái này nó là pre-wash, thành ra mình về nhà mình không cần rửa. Nó rất là tươi, ngon mà sạch sẽ. Cũng không có mắc đâu. Ở Costco nó bán 2.5 pounds mà có 3 đồng mấy à. Cái này quảng cáo cho Costco rồi. Rẻ lắm. Còn các bác cũng chơi ngon nữa, mình mua organic. Nhưng mà mình có phải mua cái loại baby spinach không? Dạ, không cần đâu. Mình mua bó rồi kia mình về mình rửa cũng được. Dạ, chị mua bó giờ chị rửa sạch sẽ là cũng được. Dạ. Tốn nước. Dạ. Để spinach họ trồng ở dưới đất bùn lắm. Rồi, trong này á một cái variety khác mình có thể sử dụng được á là lá keo. Dạ. Lá keo đây nè, chị nói lá xoắn xoắn á. Cái đó là bổ lắm đó. Dạ, rất là bổ, người Mỹ họ hay dùng cái này lắm. Dạ. Ăn thì nó xay thì nó hơi có fiber nhiều hơn là spinach. Dạ. Rồi mình có thể dùng parsley. Tức là cái cành Ý. Parsley. Thì chị Gina chỉ hay lắm, chỉ làm sao mà parsley, mặc dù parsley mà mình chỉ xay ra rồi mình uống mình không có thấy ngửi thấy mùi khó uống. Chứ thường thường là nó mùi đắng hay đắng. Dạ mà cái mùi nó cũng hơi hăng. Khó đúng. Dạ, hoặc là keo nó cũng có mùi hăng nhưng mà chỉ xay ra rồi uống ngon lắm, lát nữa quý vị sẽ được uống thử. Dạ. Rồi mình cho nho xanh nè. Nho xanh. Táo hoặc là mình có thể dùng dưa chuột cũng được. Rồi đây là trái táo. Rồi mình có thể bỏ aloe vera.
cái lá aloe vera bự quá. Dễ sợ luôn. Vân trồng ở nhà nè. Không biết nó tốt quá chừng luôn. Rồi từ đây rồi mà cắt ra. Phải, từ đây mà ra đây đó thì làm sao? Mình cắt ra, mình bỏ cái phần xanh ở bên ngoài. Nếu mà mình muốn uống luôn cái phần xanh cũng được thì mình không có uống nhiều quá tại vì nó cũng dai dai á. Nó đắng. Hoặc là nó đắng. Thì mình cắt xong rồi mình lột. Mình lấy cái phần trong, lấy cái phần trong này. Tức là thưa quý vị đây nó sẽ thành một cái miếng bên trong thạch trắng. Giống như thạch vậy đó. Rất là đẹp. Mà quý vị biết aloe vera là rất tốt cho da, cho bao tử, hệ thống tiêu hóa của mình, đường ruột, đường bao tử. Mình cũng có thể bỏ dưa chuột. Cái gì xanh xanh mình bỏ vô được hết. Rồi muốn chua chua, ngọt ngọt thì mình em thì ở nhà em hay bỏ thơm, là em mua thơm về đó. Em cắt ra em freeze. Rồi em bỏ mỗi lần xay em bóc mấy cục bỏ vô. Thì cái thơm nó đông lạnh á, khi mình xay nó ra thì nó có cái chất lạnh luôn. Mình khỏi phải dùng nước đá. Còn nếu không dùng thì mình phải thêm nước đá thì nó lạnh lạnh. Rồi cái chua chua. Cái hay nhất của cái này á là cái chanh phải là chanh lai. Chanh xanh. Cái mình lấy luôn vỏ thì nó mới ngon, nó thơm lắm mà nó rất là ngon. Tại sao mình không dùng cái lemon vàng được? Cái vỏ lime. Mình muốn cái vỏ mà cái vỏ này nó thơm hơn, nó thơm khác đi cái mùi chanh vàng. Spinach margarita. Rồi cái ngọt á thì mình hoặc là mình xài mật nha, mình xài mật ong. Hoặc là mình xài blue agave. Là một cái loại đường low glycemic, là nó thẩm thấu vô người mình chậm, cái đường nó thẩm thấu vô chậm hơn. Rồi bây giờ nếu mà mình bất kỳ vì lý do gì đó mà mình không có những cái món này, nếu mà các bạn ở xa đó thì mà các bác phải dùng đường thì nên dùng đường gì? Đường ha, thì đường vàng. Đường vàng. Đường brown đó là tốt. Brown sugar. Nấu ra trước. Đường vàng thì nếu mà mình dự định là mình uống mỗi ngày mình đều uống thì mình nên nấu cho nó hòa tan ra thành một cái chai rồi nấu chảy ra rồi mỗi ngày mình dùng cái nước mình bỏ vô thì nó hòa tan nhanh hơn. Có lý hả? Rồi bây giờ mình bắt đầu xay được chưa? Vâng, mời. Giờ chị Gina xay thì chị Gina sẽ bỏ vô một nắm là green grape, là nho xanh. Một cái đây á thì mình bỏ vô. Bây giờ là chúng ta đang xay. Mình sẽ xay nó đầy tới đây. Tại vì đầy quá rồi nó. Thì chị sẽ bỏ một nắm nho xanh. Rồi một kế cái tiếp. Cái này là 16 ounce á thì mình có thể mình chia ra làm 4 hoặc làm 5. Một nguyên cái bồn này là 16 ounce. Mình có thể chia ra làm 5 phần, 5 lần xay. Tất nhiên là mình đầu tiên là mình bỏ nho, rồi sau đó là spinach. Và thưa quý vị, cái lượng thì chúng ta cứ chỉ cho miếng aloe vera thôi. Mình cứ cho khoảng 2-3 miếng chanh. Hai miếng chanh nhỏ. Miếng chanh nhỏ. Rồi. Tức là một trái chanh này chị cắt là mấy chị? Làm 4. Chị cắt làm 4 hay hơn? Làm 4. Bỏ vô một miếng. Là một phần miếng, miếng aloe vera chị? Thì bỏ vô có một miếng aloe vera, rồi nước. một cốc nước. Rồi dùng đường này mình squirt hai lần thôi nha. Một lần, hai lần. Hai lần thôi. Từ hai ngọt hay mấy hai squirt. Hai lần mà mình bóp ra vậy được là đủ rồi. Rồi mình sẽ cho một mớ nước đá. Tức là nếu mình cho cái đó thì mình không có dùng mật nữa phải không? Không mong. Dùng một hoặc hai thứ thôi. Một trong rồi hai. Bây giờ là cái phần hơi ồn ào một chút xíu, chúng ta bấm xay lên. Cái máy này là máy Blendtec, mua mắc tiền lắm chị, 300 mấy đó. Phải mới xay được nước đá. Tố xanh này nó rất là tốt cho cơ thể mình, là vì nó giúp cho mình tẩy độc, nhất là đường tiêu hóa của mình. Và mình nên uống vào lúc bụng đói chị.
Tức là mình không có lúc giữa lúc, bữa ăn á, giữa bữa ăn. Dạ không, mình không có nên uống với thức ăn trong khi giữa bữa ăn, hoặc là lúc bụng no mình đừng nên uống mà mình nên uống thí dụ như mình còn một giờ nữa mình mới ăn cơm đó thì mình nên uống lúc đó, hoặc là mình uống buổi sáng đó, lúc mình ngủ dậy buổi sáng mình say mình uống. Thế mà buổi sáng mình uống thì mình uống khoảng bao nhiêu? Dạ mình uống thường thường ở nhà em say đó là em uống một ly đầy như vậy, đầy. Hoặc là hơn cũng được, em thích uống. Rồi nó giúp cho máu trong cơ thể mình trở nên alkaline để quân bình lại cái những cái acid food mà mình ăn đó. Nó giúp tăng hệ miễn nhiễm để tránh bệnh tật, rồi giúp giảm cân, giúp hạ mỡ trong máu. Là những cái giúp đà độc đáo không nhất giúp là giảm cân với lại hết hết máu. Nhất là cái chất spinach trong máu. Cái spinach này nó còn có nhiều potassium với magnesium. Nó tốt cho đường tim mạch. Nó có vitamin E, vitamin C. Câu hỏi là nếu mình có cái sự để ý về cái lượng mình uống không, thí dụ nhiều bác thích quá mà ngày mà các uống cả 2 3 4 5 cấp có được không? Có nguy hiểm gì không hay là không sao hết? Em nghĩ uống chừng 2 cấp thôi. 2 ly thôi, 2 ly. Một ly mình uống buổi sáng, ly mình uống buổi chiều trước khi mình ăn cơm. Giữa bữa cơm trưa với bữa cơm chiều mình uống một ly nữa là được rồi. Và một câu hỏi nữa là khi mà mình say ra rồi là mình phải uống liền hay là... Vâng. Say ra rồi nó còn đang tươi đó mình nên uống, chứ mình đừng có nên để lâu. Để lâu nó bị oxit hóa, những cái chất xanh, chất tươi đó, nó bị oxit hóa, nó không tốt. Thì lát nữa chúng ta sẽ mời tất cả các quý vị ở đây để uống thử xem là thật sự nó có đúng như là Hồng Vân quảng cáo không? Tức là nó uống, mình thấy mình uống mà khỏe liền lập tức. Thưa chương trình, chúng ta còn ít phút nữa thì anh Trâm xin được giới thiệu thêm là ngoài những cái sản phẩm mà Hồng Vân có ở đây đó, thì ngoài ra có những cái trong đời sống hàng ngày mình đó, thì mình nên để ý là mình ăn uống làm sao không? Thí dụ như là bây giờ nếu mà mình dùng dầu, dầu ăn á chị? Dầu ăn thì mình có nên để ý là nên ăn dầu gì hay gì không? Dạ đúng rồi, dầu ăn đó thì Vân ở nhà Vân chọn lựa cái dầu là extra virgin olive oil. Nó có cái màu xanh đó, các bác, cái màu xanh mà nó đựng con cái chai hơi tối tối. Cái đó thì dùng để ăn sống hay dùng để xào sơ sơ thôi chứ không có dùng để chiên được. Và nếu chiên thì mình dùng nếu chiên gì? Thì em dùng cái loại cũng là olive oil nhưng mà nó là light. Light thì nó chịu được độ nóng. Chịu được độ nóng thì nó không bị cháy khét. Tức là nhắc lại là nếu mà mình ăn trong những salad á, thì chúng ta nên dùng cái loại mà extra virgin. Còn cái loại mà mình để chiên xào thì mình dùng loại light để cho nó chịu được cái độ nóng của độ nóng. Cái cảm ơn Hồng Vân. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Sống Đời Toàn Diện chúng tôi đã hết giờ. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, và nếu quý vị có câu hỏi xin quý vị cứ email về đài, hoặc là câu hỏi về những món ăn chay và những đĩa DVD mà Hồng Vân mới giới thiệu, điện thoại là 714-495-9360. Toàn Văn, Khai Tâm và anh Trâm xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới.